Con có hiếu á, con cho má tiền chuột cái nhà nha. Có 2.000 nè con. 2.000 mà má kêu là nhỏ xíu hả? Gì? Tiền chứ đâu phải lá rụng sân chùa đâu mà dễ hốt dữ vậy hả? Vì là má, vì phải biết thương con gái gì chứ. Cũng đi đây. Má ở tay tao. Má, dừng lại đi. Má, chị Tư lên lầu lấy cho em 2.000. Má làm gì vậy? Thay vì con cho má tiền, con cho má chiếc nhẫn đi. Má đeo đẹp hơn con á. Má, chiếc nhẫn là tới 4.000 lần đó má. Hả? 4.000? 4.000 á, má trả nợ 2.000, còn lại 2.000 coi như con cho má đi.